Khi các bạn đi mổ thì người ta sẽ úp cái mặt nạ vô mặt các bạn, sau đó các bạn ngủ. Các bạn tưởng đâu là thuốc mê nó đi qua cái mặt nạ này nó vô mặt các bạn hít vô, các bạn ngủ thì thật ra không phải. Tại vì lúc đó đó cái 99% là bác sĩ không có mở thuốc mê, chỉ mở oxy thôi, tức là mở oxy cho các bạn có nhiều oxy hơn để các bạn thở thôi. Chứ còn cái bình thuốc mê là cái bình vàng vàng đó các bạn thấy không? Người ta tắt, bác sĩ sẽ tắt. Mà cái mà làm cho các bạn ngủ đó là một cái loại thuốc chích vô một cái đường truyền dịch. Thì các bạn nhiều bạn để ý là nhiều khi cái tay của bạn rất là đau, hơi đau hoặc là rất đau, tùy, có những trường hợp không đau, nhưng mà đó chính là cái thuốc mà làm cho các bạn ngủ chứ không phải là cái thuốc mê phun vào cái mặt nạ đó. Sau khi mà các bạn ngủ rồi đó thì các bác sĩ người ta mới đặt một cái ống thở, ta gọi là đặt nội khí quản. Thì sau khi đặt được cái nội khí quản đó rồi, người ta mới mở cái bình thuốc vàng này lên. Thì sau đó cái thuốc mê đó, nó mới đi qua cái ống thở đó, nó đi vào phổi các bạn. Rồi các bạn mới ngủ, duy trì ngủ suốt trong cuộc mở bằng cái thuốc mê hơi đó. Chứ còn ban đầu thì thật ra nó các bạn ngủ không phải là do cái mặt nạ đó. Cái mặt nạ đó chỉ là cung cấp oxy cho các bạn thôi.